Ngày hôm qua, truyền thông của Nga thông báo một đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo nữa của Nga sẽ tới với khu vực Donbas ở miền đông Ukraine. Và đây sẽ là đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 7 của Nga dành cho những người dân thuộc hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Sau khi vượt qua thủ tục kiểm tra của cơ quan biên phòng Ukraine và dưới sự giám sát của các nhân viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, đoàn xe của Nga đã tiến về hai khu vực nói trên. Hơn 50 xe tải chở trên 350 tấn hàng hóa đã tới Donetsk, trong khi 20 chiếc xe khác cũng đã tới Lugansk trong sáng ngày 16 tháng 11. Sau khi hàng hóa được bốc rỡ xong, đoàn xe sẽ trở về với Rostov của Nga. Theo kế hoạch lần này, đoàn xe viện trợ của Nga sẽ cung cấp 450 tấn hàng viện trợ, gồm lương thực, thuốc men, vật liệu xây dựng cho người dân thuộc hai khu vực miền đông Ukraine khi mùa đông lạnh giá đang đến gần.